Xin chào mọi người, hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 3 căn mặt ngõ thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có 1 căn lô góc và 2 căn mặt ngõ đây. Ngõ này ô tô nhỏ có thể đi qua mọi người nha. Đó, còn nếu như ô tô to thì cách vị trí nhà 20m. Với cái thông số của 3 căn này như sau. Cái giá chào bán của cái căn nhà Ngọc Ánh quay ở đây là 1,7 tỷ đồng. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Diện tích xây dựng 36 và thiết kế là 4 tầng. Từ tầng 2 mọi người có thể nhìn thấy đây. Xây đua này. Đó. Và đây chính là phần mặt tiền của ngôi nhà mọi người nha. Toàn bộ phần mặt tiền đã được ốp đá granite rồi. Cửa nhà, cửa chính, thiết kế 2 lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Với cái thiết kế của ngôi nhà như sau. Tầng 1 của ngôi nhà, đây nơi Ngọc Ánh đang đứng là phần để xe mọi người nha. Đó. Và phía bên trong là phòng bếp. Với cái khu vực phần để xe này rất là rộng. Như mọi người có thể nhìn trên video, với cái hiện trạng của căn nhà này là có thể dọn đồ về ở được rồi. Phần hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được thiết kế đầy đủ. Gạch lát nền kích thước 60-60, trần thạch cao thiết kế theo kiểu hệ giật cấp. Và đèn led toàn bộ là hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện nha. Đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà, rất là rộng. Đó. Với cái mặt tiền của ngôi nhà là 3m4, cho nên là ngôi nhà khá là rộng với diện tích là 36,6m nha mọi người. Đây, phần tủ bếp đã được hoàn thiện đầy đủ rồi, chi tiết về phụ kiện bếp cũng như là vòi rửa, chậu rửa. Đấy. Mặt bếp được ốp đá granite màu đen, xung quanh bếp là được ốp gạch 30-60, dễ dàng vệ sinh, lau dọn. Đây, khu vực phòng bếp đây mọi người có thể nhìn thấy. Ở đây có thể là để tủ lạnh và ở đây có thể để đồ bàn ăn. Khá là hợp lý. Từ vị trí của ngôi nhà, cách chợ dân sinh 200m, cách trường mầm non, trường tiểu học Yên Nghĩa rơi vào phạm vi bán kính tầm 500m. Và từ vị trí của ngôi nhà, cách với bến xe Yên Nghĩa nó rơi khoảng tầm 3,5km nha. Rất là gần. Cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương khoảng tầm 2km thôi mọi người ạ. Cách khu đô thị Đô Nghĩa Công viên Âm Nhạc nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 2km thôi. Đi lại rất là thuận tiện. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế có một phòng vệ sinh. Đó. Đây, phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Và hệ thống máy bơm nước lên 4 tầng của ngôi nhà. Ngôi nhà này đã có bồn nước ở trên phía tầng 4 rồi mọi người nha. Bồn nước một khối rồi. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Toàn bộ hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang được thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc cổ bậc cầu thang là được ốp đá granite. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, xem tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào nhé. Tầng 2 của ngôi nhà, bước chân lên phía cầu thang được thiết kế ở đây có một phòng khách theo kiểu hiện đại gác lửng ấy mọi người. Đó. Phòng khách này cũng được thiết kế trần thạch cao này. Một cái vách gỗ CNC đây để ngăn cách giữa khu vực cầu thang cũng như là để trang trí. Có một cái kệ nhỏ để đồ ở phần phòng khách đây. Và ở phòng khách thì chủ đầu tư cố tình để một cái ô nhỏ ở đây để có thể để tranh hoặc là có thể treo tivi, treo ảnh gia đình. Cái này tùy mọi người nha. Với cái phần phòng khách này đây mọi người nhìn thấy rất là rộng. Ngoài phòng khách ra thì tầng 2 thiết kế thêm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây, phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ. Rất là thoáng. Có cửa sổ này, ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa của từng phòng. Cửa sổ thiết kế 2 lớp, lớp ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Với cái diện tích của cái phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 10m2. Và tầng phòng ngủ này cũng được thiết kế trần thạch cao mọi người nha. Toàn bộ cửa thông phòng cũng như là cửa vệ sinh của ngôi nhà này đã được sử dụng cửa nhôm hệ Việt Pháp. Phòng vệ sinh tầng 2 đây. Đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống sen tắm, lavabo, gương. Đó. Ống chờ bình nóng lạnh. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế như thế nào? Mọi người theo em nha. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Phòng ngủ ở trên phía tầng 3 này khá là rộng, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Rất là hút gió mọi người ạ. Đây, với cái căn phòng ngủ này cũng thế.
rộng này, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đầy đủ rồi. Với cái căn nhà này thiết kế rất là đơn giản, cái giá chào bán cũng rất là hợp lý, 1 tỷ 700 triệu đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và với cái căn nhà này, quý khách hàng có thể chỉ phải chi trả 700 triệu đồng tiền mặt, còn lại ngân hàng hỗ trợ nha. Đó. Về cái cơ chế ngân hàng thì có một video Ngọc Ánh đã giới thiệu với quý khách hàng rồi. Nhân đây thì sẽ giới thiệu qua một chút với quý khách hàng. Ngân hàng hỗ trợ tối đa cái căn nhà này lên tới 70% giá trị nhà và hỗ trợ vay trong vòng 25 năm và tối thiểu là 3 năm với cái lãi suất bây giờ rất là hấp dẫn nha mọi người. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về ngân hàng, về cái cơ chế vay thì có thể vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh. Tầng 3 cũng thiết kế một phòng vệ sinh giống như tầng 2. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì đã gồm có 3 phòng ngủ rồi. Vậy thì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Với tầng 4 của ngôi nhà, bước lên trên phía cầu thang là có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang ở bên dưới này mọi người nha. Đấy, hệ thống tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh nói, từ dưới phía tầng 1 đến tầng 4 là gỗ lim. Trên phần tầng 4 này có một cái ô sân phơi đây. Đây chính là cái ô sân phơi cho toàn bộ ngôi nhà này. Đấy, đã được lát gạch 40-40 gạch đỏ. Vị trí ngôi nhà thì cực kỳ thoáng. Mặt ngõ thông nha mọi người. Đây chính là phần để máy giặt. Đây, sàn thoát nước. Và đây chính là ô phòng thờ của ngôi nhà. Phần cuối cùng của ngôi nhà. Như vậy, căn nhà này thiết kế 4 tầng, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng biệt, 1 phòng để xe và 1 ô, 1 sân phơi và 1 phòng thờ. Thế thì quý khách hàng nếu như mà muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này với cái giá bán 1 tỷ 7 này thì vui lòng bốc máy lên và gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video của em nhớ bấm vào nút like để ủng hộ em, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại.